Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Hải Super Cup Vlog. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp theo bước vào cái phần là chúng ta chế con Lamborghini. Đấy. Thì cái phần các cái phần trước chúng ta đã xem rồi, là cái phần là chế thì cơ bản đến hôm nay thì chúng ta đã chế về cái phần khung sườn form thì đã ok, và cái vỏ cũng là rất là ok rồi. Thì hôm nay cái phần tiếp theo là cái phần chúng ta làm cái gương này. Đây, cái gương của con Lamborghini ấy. Đấy. Thì cái phần về cái phần gương thì chúng ta tự chế hết anh em nhé. Đấy. Chế để cho nó cái gương của Lamborghini, thực ra trên thị trường là không ai bán cái gương này cả. Đấy. Thì cái phần trước thì chúng ta đã xem về về body, về cái thân vỏ. Hôm nay thì tôi quay lại các bạn là cái phần sẽ làm phần gương. Đấy. Và kế tiếp nữa các cái phần khác nữa là cái phần làm các chi tiết sau như là đuôi gió, và sẽ cắt làm cái phần là cắt cửa, làm cửa đấy. Khi nào cái phần nội và phần ngoại thất mà nó ok, xong xuôi hết, xong cơ bản chi tiết là cơ bản là xong hết, thì bắt đầu là chuyển sang là bắt đầu quay vào là phần nội thất đấy. Thì cái con xe này thì tôi được đầu tư về, thứ nhất là về tiền bạc và thời gian, thì là tôi sẽ làm nó hoàn thiện từ A tới Z, nói chung là từ con ốc trở đi là hoàn toàn như là đều xịn sò và mới hết. Cho nên là tất cả những cái bộ phận như anh em thấy này, chẳng hạn như là bộ la răng, bộ bánh đấy. Và cái vô lăng này này tôi đã chỉ là phần là cái này để làm thôi đấy, chỉ để làm khi xong, mà khi mà ok mà lên sơn màu xong á, thì chúng tôi sẽ thay hoàn toàn về cái bộ la răng và bộ vô lăng của nó, vô lăng mới, tất cả mọi thứ đều mới. Nhưng mà mới thì mới, nhưng mà vẫn phải chế kiểu như là vô lăng của Lamborghini, chứ không phải là dùng cái vô lăng nào đó. Đấy, cho nên là hoàn toàn là đều là phải là chế hết. Còn về cái phần như là kính này thì cũng phải xong thì mới làm kính. Đấy, bởi vì là cái kính của nó cũng là tương đối là cũng là đắt tiền. Cho nên là khi nào nó xong xuôi thì bắt đầu là mới lắp vào, là phải chỉnh chua một tí cái phần ngoài này. Đấy. Để cho nó khớp vào là chúng ta mới nói là lên tiến hành là lên màu, lên sơn. Cho nên là con này tôi sẽ hứa hẹn với anh em là sẽ làm xịn sò từ A đến Z, từ nội đến ngoại thất. Đấy, cho nên là anh em cố gắng theo dõi các video tiếp theo của tôi. Thì video thì cái con xe này thực ra của mình tôi làm thôi, nên là thời gian nó làm nó hơi nhiều. Thời gian rất là nhiều, nên là chế từng nhiều phần. Có rất nhiều phần, nên là sẽ có nhiều phần và nhiều video. Đấy, cho nên là anh em cố gắng đừng có bỏ lỡ một cái video nào cả. Đấy, là để chúng ta xem cho nó hoàn thiện từng chi tiết một nhá. Như vòng đây có này, vòng cả đây này. Đấy, về cái phần như anh em ủng hộ mình thì bằng cái cách là anh em nếu chưa đăng ký kênh thì anh em đăng ký kênh cho mình và like và chia sẻ cái video. Còn về cái phần làm xe để nó được đầy đủ chi tiết thì tôi sẽ cố gắng thật làm đầy đủ chi tiết để làm từng cái video, không xuất cái video nào là để cho anh em xem cho nó được thỏa mãn. Bởi vì là trước đây ấy, thì thực ra chế xe thì tôi đã chế lâu rồi, nhưng mà trước đây là tôi về thương mại, cho nên là tôi chế xe bán, chế những các con xe bình dân rẻ tiền để bán cho anh em đam mê. Nhưng bây giờ tôi quay về để chế là dòng siêu xe, dòng đắt tiền. Thì siêu phẩm lần này thì cũng đã là chốt. Nói chung là kể cả tôi đến chủ nhân đều là đã là lỡ. Nói chung là lỡ rồi, nên chúng ta phải cố gắng chúng ta làm cho nó xong. Chứ khi đến bây giờ là cũng có cái phần là hơi tiếc là mình làm không đủ tỷ lệ 1.1. Thứ hai là động cơ nó không phải là động cơ của ô tô, mà là động cơ 300. Để động cơ là chuyên là chế, chứ không thuộc về động cơ của thằng gì của thằng nào cả. Đấy, cho nên là sẽ hứa với anh em là cái siêu phẩm tiếp theo á, là siêu phẩm tôi sẽ làm một chiếc Bugatti, nhưng mà chưa biết là Bugatti gì cả, nên là
em. Nên là hứa với anh em là như vậy, là cái siêu phẩm sau là sẽ làm chuẩn tỷ lệ và động cơ sẽ là xịn sò như là động cơ của ô tô. Động cơ cũng tương đối là ngon, không phải động cơ đẻo đâu. Đi vòng đây này con ạ. Vòng đây này, cứ đi vòng đây này này. Đấy, nên là anh em cố gắng nhá, anh em cố gắng là kêu gọi hết cái video và ủng hộ mình bằng cái cách là anh em chưa đăng ký là anh em đăng ký. Còn anh em nhớ là bật cái chuông thông báo là để khi cái video của mình đưa lên nó sẽ báo cho anh em xem. Thôi thì bây giờ tôi không nói nhiều nữa mà bước vào cái phần là để thực hành là chế luôn, chế hai cái phần gương này. Đây cái gương này anh em. Đấy. Cái gương này là gương của Lambo này. Đấy, chế rất là xịn. Đấy là anh em nên nhớ nhá. Gương Lamborghini. Cho nên là mình phải chế làm sao cho nó giống, nhìn rất là giống. Rất là xịn sò luôn. Đấy. Anh em nhá, bây giờ mình bước vào mình chế luôn thôi, không nói nhiều nữa. Hello anh em, chúng ta trước khi chúng ta để làm một cái gương của con xe Lamborghini ấy, thì cũng như cái thông điệp các cái video trước thôi, thì chúng ta cũng chuẩn bị một ít đất sét thế này. Đấy, chuẩn bị một ít đất sét thì chúng ta có thể là căn chỉnh làm sao phù hợp với con xe của mình là kích cỡ nhá. Nên có nhiều anh em thì đủ điều kiện thì ta chế cái con xe nó tương đối là tỷ lệ nó được đạt nhé. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta chế nó hơi nhỏ và không đủ tỷ lệ thì chúng ta có thể là căn chỉnh theo cái kích thước thực tế anh em nhé, làm sao đừng có bị to quá, đừng có nhỏ quá nhé. Đấy, những con xe của tôi thì là nó được có 1m8 thôi, chiều rộng dài 4m15. Đấy thì là tôi căn chỉnh cho nó phù hợp với con xe của tôi. Thì bây giờ chúng ta bước vào là chúng ta sẽ bắt đầu làm đất sét. Chúng ta chuẩn bị cho mình một cái kê như thế này nhá, chẳng hạn là viên gạch hoặc là có thể là cái gì cũng được, miễn sao nó có cái kê nó cao cao một chút anh em nhá. Lưu ý nó cao cao một chút để khi chúng ta làm cái chân cái đế của cái gương nó dài chút nhá, không có là không làm đâu, không phải là cái kê này là chỉ là kê cho nó có đâu, mà thực tế là nó phải như thế này anh em nhá. Đấy, thì cục đất như thế này đi, chúng ta bước vào chúng ta làm thôi. Ok anh em nhá, đây chúng ta bước vào chúng ta làm cục đất như thế này, rồi chúng ta tạo dáng làm sao cho nó giống là được anh em ạ. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase that? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me.
so you